Không muốn em gái đi làm tiểu tam phá hoại hạnh phúc gia đình người khác, Hùng quyết định nhốt em lại trong phòng và giao chìa khóa cho người cùng xóm trọ. Không còn trốn dung thân nên Nhung, Phương Anh mới chấp nhận ở cùng với anh trai. Tuy nhiên, vì để đỡ tiền thuê trọ nên Hùng, Tiến Lộc ở ghép với một người đàn ông khác. Ở cùng với mình bất tiện nên Hùng gửi em gái ở nhờ phòng của Thoan. Thấy khu trọ tồi tàn, vừa nóng vừa bẩn, Nhung nằng nặc đòi đi khách sạn ở hoặc trở về nhà cũ bổ thuê cho. Hùng khuyên em gái nên biết thân phận của mình bây giờ và học cách sống tiết kiệm lại. Tuy nhiên, em gái vẫn tỏ thái độ không vừa lòng, muốn tìm một chỗ sang chảnh hơn để sống. Đoán trước kiểu gì em cũng sẽ bỏ trốn nên Hùng khóa cửa phòng Nhung lại và nhờ Hiếu, Duy Hưng ở nhà canh em gái giúp. Giờ tôi phải đi làm, không xin nghỉ được, có việc này nhờ ông giúp. Đây là chìa khóa phòng cô Thoan, giữ giúp tôi. Tuy nhiên, Hiếu nói, tôi khuyên thật cách này không hay đâu. Ông muốn nó ở đây thì phải khuyên cho nó hiểu và ở lại chứ. Tôi không ngại giúp đâu, nhưng như này thì hơi khó xử. Lúc này, mấy đứa em xóm trọ liền chạy tới hứa giúp Hùng vì hôm nay ở nhà rảnh. Trước đó, cả hai khi biết Hùng có em gái xinh đẹp đã thách đố nhau xem ai sẽ tán đổ Nhung trước. Đây là cơ hội tốt cho cả hai được nói chuyện, tiếp xúc với em gái Hùng. Liệu Nhung có nghe lời anh trai? Biết tin em gái đang đi cùng Lệ, Hùng lo lắng không yên. Thấy Hùng, Tiến Lộc đẹp trai nên Lệ, Hoàng Yến chết mê chết mệt, theo đuổi anh từ lâu nhưng không được đáp lại tình cảm. Dù vậy, Lệ vẫn không có ý định từ bỏ. Cô thường xuyên liếc mắt đưa tình, mua quà mang đến tặng Hùng. Hùng vốn tính lạnh lùng lại biết Lệ nhiều tuổi hơn, có bốn đời chồng nên anh không muốn dây dưa với cô. Biết Nhung mới chuyển đến sống cùng anh trai nên Lệ nhanh chóng chớp lấy cơ hội rủ Nhung đi chơi, đi mua sắm và làm móng. Nhung vốn tính đua đòi nên khi nghe Lệ rủ đi chơi liền đồng ý ngay. Mặc dù trước đó cô không quen biết gì với Lệ, nghe tin em đi chơi cùng Lệ, Hùng ngay lập tức bảo em gái đưa máy gặp Lệ. Vừa nghe máy, Lệ đã mật ngọt đưa đẩy, hai chị em mới gặp hôm nay mà như thân quen lâu lắm rồi ấy. Hùng đừng lo gì cả, em của Hùng thì cũng như em của Lệ thôi. Hai chị em đi cà phê, mua quần áo, làm móng, chán rồi khắc về.